phương xa đưa giấc mộng lành. Chàng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chàng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Là nhà khúc êm đềm.
ai lại hiền, dâu rể duyên tình đẹp bền. Nè bằng lòng đi em mình cưới nhau liền. Thưa các cô dì chú bác, bạn bè thân hữu, bà con hàng xóm của gia đình nhà ông bà Hương, thì hôm nay là nhân ngày này, gia đình bà Hồng là đến gia đình nhà ông bà Hương để chúng ta coi như là làm cái thủ tục là đặt chầu. Thì trước tiên là được sự ủy nhiệm của gia đình bà Hồng, cho phép tôi xin được giới thiệu cái thành phần tham gia trong cái đoàn đại diện hôm nay. Thứ nhất là bà Hồng, thứ hai là ông cháu Liên, chú họ thứ nhất, thứ ba là ông bà Thỏa là em của bố, và anh Huy là con trai của bác cả, và chú rể của đối phương là anh Tiến, là coi như là con trai của bác gái, tức là bác gái nhà bên mẹ, và một bác hơi là anh trai của mẹ nữa. Thì kính thưa các quý ông quý bà, thì lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt gia đình bà Hồng, đoàn đại biểu nhà trai xin gửi đến toàn thể các cụ ông cụ bà, các cô các dì các chú các bác cùng bà con hàng xóm của gia đình ông Toàn bà Hương lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ ông bà, các chị các bạn, vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng như lời đầu tiên ban tổ chức cũng như gia đình, đặc biệt là hai bên quan viên đoàn đại biểu hội nhà trai và nhà gái chúng ta đã được chứng kiến ngày hôm nay, thì những người làm chương trình chúng tôi cũng thông báo với toàn thể các quý vị, các cụ ông bà, các chị và các bạn cũng như quan viên bốn họ hai nhà, vâng, đó là cái lễ cưới chầu của gia đình họ nhà trai đến từ quê hương xứ Thanh về với quê hương Hà Nam chúng ta, để cùng tất hợp tổ chức buổi lễ thành hôn của hai em trong chương trình hôn lễ buổi sáng ngày hôm nay. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì đầu tiên là những người làm chương trình chúng tôi đã giới thiệu đến toàn thể các quý vị, các cụ ông bà, đó là cái lễ ăn hỏi của gia đình họ nhà trai. Bởi vì điều kiện đường xá xa xôi, thời gian không cho phép, nên các cụ ông bà, các chị và các bạn chúng ta tới quê hương Hà Nam và quê hương Thanh Hóa, chúng ta đi đường thống nhất để cùng những tình cảm, để dành tất cả những tình cảm của mình cho hai em trong chương trình hôn lễ buổi sáng ngày hôm nay. Đó là trước tiên chúng ta sẽ tổ chức cái buổi lễ ăn hỏi của hai bên gia đình cùng những tình cảm dành cho cô dâu và chú rể, và chúng ta phải đặt lắng nghe những tình cảm, những ý kiến mà bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai đã có lời phát biểu đến toàn thể các quý vị, các cụ công, các bà, các anh chị và các bạn cũng như quan viên bốn họ hai nhà hôm nay. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì thay mặt cho những người làm chương trình và thay lời cho gia đình cũng xin trân trọng và cảm ơn sự hiện diện, sự có mặt của các quý vị, các cụ công, các bà, cô dì chú bác, anh chị và các bạn nam nữ thanh niên, đặc biệt là với quan viên đoàn đại biểu họ nhà trai đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời gian vàng ngọc để trở về với khán phòng cưới của gia đình họ nhà gái trong chương trình hôn lễ buổi sáng ngày hôm nay, và để chứng kiến cái lễ ăn hỏi và lễ xin dâu của gia đình họ nhà trai, và chứng kiến buổi lễ thành hôn của hai em trong chương trình hôn lễ buổi sáng ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức cũng như trân trọng và kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ lên có đôi câu đáp từ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa cụ bà, thân mẫu thân sinh ra ông bà Toàn Hương,
Kính thưa tất cả các cụ, công các bà, chú bác, cô dì của hai đại gia đình. Các cụ chúng ta thường có câu: trai khôn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng. Hai cháu Kim Anh và Phạm Thơm sinh thành trong hai gia đình quê ở xứ Thanh và quê của Hà Nam, đất mẹ anh hùng. Trải qua một quá trình các cháu tìm hiểu trên tinh thần tự nguyện yêu nhau, các cháu đã về báo cáo với hai bên gia đình, được các cụ, các ông, các bà của hai họ, được bố mẹ thân sinh cho ra hai cháu chấp nhận. Hôm nay ngày này là ngày hoàng đạo, giờ này là giờ lành. Đúng là các cụ có câu: yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng nội và ngàn đèo cũng qua. Tình yêu của hai cháu thể hiện trên tinh thần tự nguyện, đúng là tình yêu thiên định và trời ban. Đó là cái điều hôm nay mà gia đình bà Thơm, bà Hồng có sửa quả lễ theo nghi thức của dân tộc Việt Nam. Có lễ ăn hỏi, bà có lễ xin dâu. Do vậy là tôi được sự ủy quyền của họ nhà gái, thay mặt cho gia đình, tôi xin tiếp nhận quả lễ ăn hỏi của họ nhà trai để dâng lên báo yết gia tiên, để gia tiên chứng giám cho cái lễ thành vu quy của hai cháu. Xin trân trọng kính mời ông Dũng, là anh của ông Toàn, anh cả của ông Toàn, tiếp nhận quả lễ này dâng lên bái yết gia tiên. Và xin trước khi quả lễ này dâng lên bái yết gia tiên, xin trân trọng kính mời hai bà mẹ ra trên đây. Các quý vị, các cụ, công bà, các chị và các bạn. Và trước tiên trong buổi sáng ngày hôm nay thì thay mặt cho những người làm chương trình và thay lời cho gia đình, chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu của chúng tôi trong chương trình của buổi sáng ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta cùng đổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất để cùng những tình cảm của mình chúc phúc cho hai bên gia đình nhé. Vâng, xin trân trọng và cảm ơn. Và sau đây xin trân trọng và kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai. Vâng, hai bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai và nhà gái xin mời hai đấng sinh thành ra cô dâu và chú rể. Đặc biệt hơn nữa, tại các phòng cưới ngày hôm nay, chúng ta cùng hướng về sân khấu và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng đứng dậy. Và lúc này thì đặc biệt hơn nữa là trong niềm hạnh phúc của gia đình họ nhà trai và nhà gái chúng ta. Vâng, hai bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai và thay mặt cho gia đình họ nhà gái sẽ được nhận đón lễ cái lễ ăn hỏi của hai cô dâu của gia đình họ nhà trai với quan viên đoàn đại biểu họ nhà gái của chúng ta, với sự chứng kiến của toàn thể các quý vị, các cụ, công, bà, các anh chị và các bạn cũng như quan viên bốn họ hai nhà. Vâng, đầu tiên là đặc biệt kính thưa các quý vị, các anh chị và các bạn, miếng trầu là đầu câu chuyện quả cau hạnh phúc trong niềm tình yêu ngày hôm nay được hai bác trưởng đoàn đại diện họ nhà trai và nhà gái sẽ dâng lên và đàn giao cho hai vân sinh thành của gia đình họ nhà trai và nhà gái ngày hôm nay. Và sau đây xin trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai và nhà gái đã nói lên tất cả những tình cảm của mình và những quả cau hạnh phúc ngày hôm nay để trao cho gia đình họ nhà gái chúng ta nâng lên bái yết gia tiên, sau đó gia trình quan viên bốn họ hai nhà. Xin trân trọng kính mời hai bác. Trai tài lại hiền, dâu rể duyên tình đẹp mơ.
đi em mình cưới nhau liền. Ngày hôm nay và trong niềm hân hoan phấn khởi mà hai bên gia đình chúng ta đang dành những tình cảm của mình đang được chứng kiến tại cái phòng cưới của gia đình họ nhà cái chúng tôi, và được tiếp đón đến toàn thể các quý vị, các cụ ông bà, các chị và các bạn cũng như quan viên đoàn đại biểu họ nhà trai cũng như các quý khách của quan viên đoàn đại biểu họ nhà gái trong chương trình của lễ buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa để thay mặt cho những người làm chương trình và thay lời cho gia đình, xin trân trọng và cảm ơn toàn thể các quý vị, các cụ ông bà. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết tái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống cát bông 10 giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy ngương mơ ước ngày nên đôi. Vẫn không sợ ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống cát bông 10 giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông 10 giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm quy ngương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu.
mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi niềm tin bên nhau. Dẫu tát biên đông cùng cạn, hòa chung câu ca xây đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Lễ buổi sáng ngày hôm nay tại các phòng cưới của gia đình họ nhà gái. Vậy thay mặt cho những người làm chương trình và thay lời cho gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể, xin trân trọng kính mời các quý vị, các cô công, các bà, cô dì, chú bác, anh chị và các bạn chúng ta vẫn còn ở bên ngoài sân khấu, hãy cùng khẩn trương để trở về với phòng trà hạnh phúc của trường họ nhà gái chúng tôi trong chương trình của buổi sáng ngày hôm nay, và để cùng với nước mời chào và chúc phúc cho hai em trong chương trình lễ buổi sáng ngày hôm nay tại các phòng cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi. Xin chào tất cả, đề nghị bộ phận tiếp tân của đoàn đại biểu họ nhà gái chúng ta, vâng, chúng ta nhanh chân dạo bước để mời chầu, mời trà, mời nước các cô công bà, cô dì, chú bác, anh chị và các bạn cũng như quan viên bốn họ hai nhà hôm nay cho thật lịch sự, văn minh, ân tình và chu đáo. Kính thưa các cô công bà, các chị các bạn, vâng, có thể rằng trong lúc này mà niềm hạnh phúc nhất của hai bên gia đình họ nhà trai và nhà gái chúng ta đã chờ mong niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể được sánh vai chiếc bến bờ hạnh phúc. Dưới sự chứng kiến của toàn thể các quý vị, các cô công bà, các chị và các bạn,
cũng như quan viên bốn họ hai nhà. Và trong một buổi sáng ngày hôm nay thì những người làm chương trình chúng tôi sẽ cùng đồng hành với các quý vị, các cô bác, anh chị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Toàn thể cô dì, chú bác, bạn bè thân hữu, bà con lối xóm của gia đình ông bà Toàn Hương, thì hôm nay nhân ngày lành tháng tốt thì gia đình bà Hồng là cũng có một chục chầu để xin dâu về để coi như tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì sau một thời gian các cháu tìm hiểu và đã đi đến là thống nhất, cũng như là có hai bên gia đình bà Hương và bà Hồng, cũng như là được sự cho phép của hai chính quyền địa phương Hà Nam và Thanh Hóa. Vì vậy hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi cũng có một chục chầu để xin dâu về để mong muốn là của gia, cũng như là mong muốn của gia đình bà Hồng là muốn có các cháu là được ở chung nhà, chung ông chung bà, rồi tâm sự. Hai nữa là cũng muốn kết tình thông gia với bà Hương cũng như hai dòng họ Nguyễn và họ Bùi chúng tôi. Thì chúng tôi cũng nhân đây thì cũng có đôi lời là như vậy, thì kính mong là gia đình nhà gái chúng ta cũng chấp nhận cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Và kính thưa các quý vị, kính thưa các cô con bà, các chị các bạn, vâng, có rằng trong buổi sáng ngày hôm nay mà niềm hạnh phúc nhất mà chúng ta đang được chứng kiến, vâng, trên một lâu đài hạnh phúc của gia đình họ nhà gái chúng tôi đang chờ đón chú rể, đang chờ đón hạnh phúc nhất của mình với người vợ yêu quý, và niềm hạnh phúc của hai bên gia đình chúng ta dành cho con dâu và chú rể. Vâng, kính thưa các quý vị, kính thưa các cô công bà, các chị và các bạn, chúng ta vừa được nghe những lời phát biểu, lời chúc phúc của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai với cái lễ xin dâu vượng biệt của quê hương xứ Thanh, đó là chúc dâu hạnh phúc. Vâng, chúc dâu hạnh phúc của gia đình họ nhà trai đã cùng với quê hương họ nhà gái chúng ta, quê hương Hà Nam ngày hôm nay cùng đồng hành và làm lên tất cả những tình cảm của mình dành cho các dâu và chú rể trong chương trình của lễ buổi sáng ngày hôm nay. Về để thay mặt cho những người làm chương trình và thay lời cho gia đình, xin trân trọng và cảm ơn tình cảm bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai đã có lời phát biểu. Xin trân trọng và cảm ơn bác. Vâng, kính thưa các quý vị, kính thưa các cô công bà, các chị và các bạn, thông ra thì như ruộng liền bờ, mà ông chờ con rể thì bà chờ con dâu. Và những lời phát biểu, lời căn dặn và lời chúc phúc của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai ngày hôm nay đã nói lên tất cả những tình cảm, tâm tư, tình cảm của quan viên đoàn đại biểu họ nhà trai đối với quê hương đoàn đại biểu họ nhà gái chúng ta trong chương trình của lễ buổi sáng ngày hôm nay, và đặc biệt là tình cảm của mình dành cho con dâu và chú rể tại căn phòng cưới gia đình họ nhà gái chúng tôi. Vâng, để đáp lại những tình cảm của lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện họ nhà trai ngày hôm nay, thay mặt cho những người làm chương trình chúng tôi xin trân trọng và kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ lên con đôi câu đáp từ. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện cho họ nhà trai. Kính thưa tất cả các cụ ông, các cụ bà, kính thưa tất cả các ông, các bà, chú bác, cô dì của hai đại gia đình, qua lời phát biểu của vị đại diện nhà trai, tôi được thừa ủy quyền của quan viên họ nhà gái xin được tiếp nhận cơ dầu xin dâu của họ Bùi đất xứ Thanh. Tôi xin đề nghị và kính mời hai bà mẹ cùng với chúng tôi để lên tiếp nhận cơ dầu xin dâu này để dâng lên bái yết tha thiên và cho phép cháu Thơm được mang hoa lên để tặng cho vợ của cháu. Tôi xin mời vị trưởng đoàn của họ nhà trai. Xin trân trọng và cảm ơn. Và kính thưa quý vị, kính thưa các cụ bà, các chị và các bạn, với cái chầu hạnh phúc của hai bên gia đình chúng ta đang được chứng kiến màn đẹp hạnh phúc nhất trong chương trình của lễ buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, đó là nhờ hai đứa sinh thành cho cô dâu và chú rể lên lên trên những ngân tịch của chúng mình để dành phúc cho cô dâu trong chương trình của buổi sáng ngày hôm nay tại các mặt cưới của gia đình họ nhà trai nhà gái chúng tôi. Mình một lần nữa để thay mặt cho những người làm chương trình và thay lời cho gia đình, xin trân trọng và cảm ơn. Và xin mời. Thiệt hả? Ngày hai buổi anh ra đồng, con em khéo tay chuyên cần, giá mai rồi thiếu thuộc. Chiều thơ thắng ta ra giường, nhìn cây trái sai trên cành, đàn chim liễu lo dân quân. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở hoa thơm.
thơm nồng ngây ngất tình chung. Ơi ơi người tình ơi, cầu xin non nước mưa thuận gió hòa, để cho dù mùa bội thu mình nên duyên mới đôi ta đẹp duyên đời. Rồi anh cất tranh xây nhà, trồng thêm luống rau nương cà, để em khỏi đi chợ xa. Nhớ nha, ngày hai búi anh ra đồng, con em khéo tay chuyên cần, giá mai rồi thiếu thùa. Chiều thơ thắng ta ra giường, nhìn cây trái sai trên cành, đàn chim liễu lo vườn quanh. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở hoa thơm nồng, ngây ngất tình chung. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở hoa thơm nồng, ngây ngất tình chung. Chồng thì nhìn hạnh phúc biết bao, ôi chú rể của chúng ta thì rất là giàu, ôm vô thì thắm trong ngọt ngào dễ thương, và để thay mặt cho những người làm chương trình thay lời cho cô dâu và chú rể, vâng, xin trân trọng và kính chào toàn thể các quý vị, các bác, anh chị và các bạn, và đề nghị chúng ta cùng một tràng pháo tay đồng phương tất cho cô dâu và chú rể đi ạ. Vâng, xin trân trọng và cảm ơn và kính thưa các quý vị, kính thưa các cụ công bà, các chị và các quan, và trong lúc này thì tại cánh phòng cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi trên một lâu đài hạnh phúc, vâng, cô dâu và chú rể đang sánh vai trước bến bờ hạnh phúc dưới sự chứng kiến của toàn thể các quý vị, các cô công, các bà, cô dì, các bác, anh chị và các bạn, và đặc biệt là những nhà nhiếp ảnh gia, vâng, báo truyền hình Hà Nam và Thanh Hóa sẽ chúng ta có buổi cầu truyền hình trực tiếp buổi lễ hôn của hai em tại công trường họ nhà gái của chúng tôi trong chương trình lễ buổi sáng ngày hôm nay, và rất mong muốn được toàn thể các quý vị, các anh chị và các bạn chúng ta cùng tác hợp để hướng về sân khấu, vâng, cùng tác hợp để hướng về sân khấu, và đặc biệt là những chiếc điện thoại đời mới 2016-2017, những chiếc điện thoại 2018, đặc biệt là những chiếc Nokia 1600 đời đen trắng, hãy cùng hướng về sân khấu của chúng tôi để ghi lại những tấm hình nhanh và đẹp nhất ngày hôm nay, và cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Xin trân trọng và kính mời. Vâng, kính thưa các quý vị, kính thưa các cụ, các bà, các chị và các bạn, vâng, có thể rằng trong niềm hạnh phúc nhất thôn ăn phấn khởi mà lúc này thì chiếc xe mang biển số hạnh phúc của gia đình họ nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái chúng ta đang mở cửa để chờ đón toàn thể các quý vị, các cô công bà, các chị và các bạn. Vâng, đặc biệt là với chờ đón cô dâu và chú rể lên chiếc xe sang trọng, xe tình yêu hạnh phúc của hai em. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay thì trước lúc cô dâu của chúng ta lên xe hoa trở về nhà chồng, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc của hai em với quê hương xứ Thanh. Vâng, đặc biệt là với quê hương Hà Nam ngày hôm nay có các cụ công, các bà, cô dì, chú bác, anh chị và các đống sinh thành ra cô dâu và chú rể đã về dự chứng kiến buổi lễ thành hôn của hai em, và lời dặn dò hạnh phúc đặc biệt hơn nữa là các bậc cao niên, đó là bà nội của cô dâu. Vâng, bà nội của cô dâu sẽ có những phần quà hạnh phúc của mình để trao cho hai cháu, gửi gắm tình cảm của bà với hai cháu tại cánh phòng cưới của gia đình họ nhà gái ngày hôm nay dưới sự chứng kiến của các cụ công, bà, các anh chị và các bạn. Vâng, sau đây xin trân trọng và kính mời bà nội của cô dâu sẽ lên trao quà cho hai cháu, và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng đứng dậy và đón nhận những phần quà hạnh phúc của mình. Kính thưa các cụ công, bà, các anh chị và các bạn, với gửi gắm tất cả những tình cảm của bà dành cho hai cháu ngày hôm nay, chúng ta còn có đặc biệt là những đống sinh thành ra cô dâu và chú rể thì tại cánh phòng cưới ngày hôm nay, vâng, xin trân trọng và kính mời bố mẹ của cô dâu sẽ lên có những phần quà để trao cho cô con gái yêu quý trước lúc lên xe hoa trở về nhà chồng, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc của hai em. Vâng, xin trân trọng và kính mời bố mẹ của cô dâu. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng đứng nhận để đón nhận những tình cảm, những phần quà hạnh phúc của mình và bố mẹ đã dành cho hai em trong chương trình hôn lễ buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời.
Vâng, kính thưa các quý vị, kính thưa các cụ công bà, các chị và các bạn. Vâng, đó là những phần quà, đặc biệt là bố mẹ. Vâng, những phần quà của ngày hôm nay chính thức bố vợ đã trao cho con rể yêu quý của mình và gửi gắm tất cả những tình cảm của mình dành cho hai con trong chương trình hôn lễ buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa để thay mặt cho những người làm chương trình và thay lời cho gia đình, xin trân trọng và thay lời cho cô dâu và chú. Năm ở xa mới về, dáng người xinh sao xinh quá, trong mắt ngờ đám trai làng ta. Mới ngày nào quay nhây nhây tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền. Mà giờ đây, ô thắm xinh hơn nàng tiên. Mặt hoa da phấn thêm mắt đa tình, mày cong môi. Cho cô dâu và chú rể xin trân trọng và cảm ơn tình cảm đặc biệt là bà nội của cô dâu và bố mẹ và chị em ruột đã dành những tình cảm của mình để trao cho hai em trong chương trình hôn lễ buổi sáng em nay tại khán phòng cưới của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Vậy một lần nữa để thay mặt cho những người làm chương trình và thay lời cho gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể, xin trân trọng và cảm ơn. Vâng, kính thưa các quý vị, kính thưa các cụ công bà, các chị và các bạn. Vâng, có lẽ rằng trong buổi sáng ngày hôm nay, với những tình cảm quý báu nhất, đặc biệt là những bà nội đã dành cho hai cháu, bố mẹ và anh chị ruột đã dành cho cô dâu và chú rể, chúng ta còn có các cô, các bác, các chú. Vâng, các cô, các bác, các chú đã dành tất cả những tình cảm của mình, vâng, những phần quà hạnh phúc của mình ngày hôm nay để trao cho hai cháu, gửi gắm tất cả những tình cảm của mình cho hai cháu tại con trường ngọ nhà gái chúng ta. Vâng, sau đây xin trân trọng và kính mời bác Ngọc và bác cả của cô dâu sẽ lên có những phần quà của mình. Các cô, các bác, các chú, các cậu, các mợ, vâng, hãy khẩn trương để lên sân khấu có trao những phần quà hạnh phúc của mình để trao cho cô dâu và chú rể trong chương trình của lễ buổi sáng hôm nay. Xin trân trọng và kính mời. Vâng, kính thưa các quý vị, cũng để đảm bảo cho chuyến tàu hạnh phúc của gia đình họ nhà trai và nhà gái chúng ta trở về hôn trường họ nhà trai và làm tác tổ chức lễ thành hôn cho em trong chương trình lễ buổi trường hôm nay, cho đảm bảo thời gian và những phần quà hạnh phúc mà bà nội, bố mẹ, anh chị em ruột và các cô, các bác, các chú vâng đã trao cho cô dâu và chú để gửi gắm tất cả những tình cảm của mình cho hai em trong chương trình lễ buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thay lời cho những người làm chương trình và thay lời cho cô dâu và chú rể xin trân trọng và đón nhận tất cả những tình cảm mà các cô, các bác, các chú, các anh chị và các bạn chúng ta đang dành cho cô dâu và chú rể. Cùng khẩn trương lên sân khấu đi ạ. Vâng, kính thưa các quý vị, kính thưa các cụ công bà, các chị và các bạn. Vâng, có thể rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay thì đặc biệt nhất là hai bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai và nhà gái đó là nhịp cầu nối hạnh phúc chắp đôi cánh ước mơ cho hai em bay tới lâu đài hạnh phúc. Và trời, cô dâu và chú rể của chúng ta cũng rất là vinh và hân hạnh được chào đón toàn thể các quý vị, các cụ công bà, các chị và các bạn, và đặc biệt là được nhận những phần quà hạnh phúc bà nội, bố mẹ và anh chị em ruột, các cô, các bác, các chú, các chị và các bạn đã dành cho cô dâu và chú rể trong chương trình của lễ buổi sáng ngày hôm nay. Và trong niềm phấn khởi với những phần quà hạnh phúc của ngày hôm nay của cô dâu và chú rể, đặc biệt chú rể cũng vừa ghé vào tai tôi và hỏi: anh ơi, anh hỏi xem còn ai không ạ? À? Vâng, kính thưa các quý vị, kính thưa các cụ công bà, các chị và các bạn, với những phần quà hạnh phúc của hai của bố mẹ, bà nội và các cô, các bác, các chú, anh chị và các bạn trong hôn trường ngày hôm nay đã dành cho cô dâu và chú rể tại cán phòng cưới của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Vâng, và đẹp nhất là niềm hạnh phúc và trong niềm phấn khởi của cô dâu và chú rể, và đặc biệt hơn nữa là các cô, các bác, các chú có mặt tại hôn trường ngày hôm nay, niềm hạnh phúc của chú rể ngày hôm nay được chào đón đến toàn thể các quý vị, các anh chị và các bạn bằng những tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất. Nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau.
nhau như cầu với chầu. Bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Nhạc sập sình nhạc quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa. Thật đẹp như mơ. Trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công
tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dễ quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô một hay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoài ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính.
mật vào lòng. Anh thuốc vườn cháu, mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu vẽ mắt mong đầy đó chúng lòng. Gió sao áo bèo, anh thương em không kể là giàu nghèo, miền Giang tinh đặc chất kêu, núi cao anh cùng trèo, sông sâu anh cùng lội, vạn đeo em cùng qua. Gió lay cánh đá, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dâm miếng trầu cay, một buồng cau trắng, trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một tấm lều tránh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tớ lòng. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời xuân vậy thì đâu khó chi lập biển và trời. Gió sao áo bèo, anh thương em không kể là giàu nghèo, miền Giang tinh đặng sơn kêu, núi cao anh cùng trèo, sông sâu anh cùng lội, ngàn đeo em cùng qua. Gió lay cánh đá, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dâm miếng trầu cay, một buồng cau trắng, một buồng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một tấm lều tránh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tớ. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắng mà đối chung. Ngày 2 tháng 9 năm Mậu Tuất, không gian khán phòng của đại gia đình nhà trai chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị quan viên khách quý. Và xin được thay lời cho tư gia gia đình nhà trai, thay lời cho ban tổ chức, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị chúng ta lời chào nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ luôn luôn gặp thật nhiều niềm vui, may mắn, thành công và bình an trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị chúng ta rất nhiều và kính thưa quý vị, có thể nói rằng trong buổi trưa ngày hôm nay, một buổi trưa thiên thời địa lợi nhân hòa, quý vị chúng ta đang sống trong những ngày thu với tiết trời se dịu, làm ấm lòng người. Và ngày hôm nay quý vị chúng ta đã cùng trở về với quê hương yêu thương của gia đình nhà trai chúng tôi, Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, cùng chính thức đến với chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Ngọc Thơm và cô dâu Kim Anh. Và trải qua với tất cả những nghi lễ trọn vẹn trong chương trình buổi lễ ăn hỏi, buổi sinh lễ nạp tài, cũng như chương trình buổi lễ phu quy đã được diễn ra trang trọng, nồng ấm, tình cảm tại tư gia yêu thương của đại gia đình nhà gái, gia đình ông Nguyễn Đức Toàn, bà Nguyễn Thị Hương tại xóm 7 Liên Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam. Ngay giây phút này, cô dâu và chú rể của chúng ta đã hiện diện trang trọng tại tư gia của đại gia đình nhà trai, được đến với nghi lễ dân hương và giây phút này đã hiện diện tại trung tâm sân khấu để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị. Không để cho quý vị chúng ta phải chờ đợi hơn nữa, chắc chắn mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu hạnh phúc, cùng chào đón
chủ nhân của tấm thiệp hồng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời Ngọc Thơm và Kim Anh sẽ cùng nhẹ nhàng đứng dậy cùng ra mắt tới toàn thể quý vị quan viên khách quý. Xin mời. Kính thưa quý vị, đây chính là chủ nhân của tấm thiệp hồng. Từ sự tác hợp của hai bên gia đình, ngày hôm nay Ngọc Thơm và Kim Anh đã chính thức nền nghĩa phụ thề, nền nghĩa vợ chồng. Cánh cửa kết nối tình thông gia giữa hai đại tộc hai quê hương đã chính thức được rộng mở. Giây phút này, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chương trình đại lễ thành hôn của Ngọc Thơm và Kim Anh xin chính thức được bắt đầu. Cảm ơn rất nhiều, một màn pháo điện vô cùng tuyệt vời đã tạo nên một hình ảnh vô cùng lãng mạn tại không gian của đại gia đình nhà trai chúng tôi giây phút này. Kính thưa quý vị, trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc tình yêu, trải qua rất nhiều khó khăn, trải qua những năm đời tháng chờ, ngày hôm nay chàng trai Ngọc Thơm và cô gái Kim Anh đã chính thức nền nghĩa phù thề, nền nghĩa vợ chồng. Và để minh chứng cho tình yêu đó, cũng như minh chứng cho lời hứa, lời thề nguyện của Ngọc Thơm và Kim Anh dành trọn vẹn cho nhau, ngay giây phút này, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên trung tâm sân khấu để cùng chứng kiến giây phút cô dâu và chú rể sẽ chính thức trao nhau đôi vòng nhẫn cưới, lời thề nguyện, lời đính ước trăm năm. Xin mời. Tin đường hạnh phúc là khi anh có em. Tin đường hạnh phúc. Kính thưa quý vị, đôi vòng nhẫn cưới ngày hôm nay đã được Ngọc Thơm và Kim Anh đặt chọn cho nhau. Trân trọng kính mời chú rể Ngọc Thơm sẽ cùng trao đôi vòng nhỏ hơn vào ngón tay áp út của người vợ của mình. Và trân trọng kính mời cô dâu Kim Anh sẽ cùng trao đôi vòng còn lại, đó chính là đôi vòng nhẫn cưới to hơn trao cho người chồng của mình. Chính thức kể từ ngày hôm nay thì hai bạn đã nên nghĩa phù thề, nên nghĩa vợ chồng. Sợi dây tình yêu, sợi dây hạnh phúc ngày hôm nay đã được gắn kết là một. Trân trọng kính mời Ngọc Thơm và Kim Anh hãy dành cho nhau một cái ôm thật chặt, thật sát, thật sâu. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đến từ toàn thể quý vị. Rất tuyệt vời, rất hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn những gì tuyệt vời và trọn vẹn nhất. Đó chính là những nghi lễ trang trọng để mong muốn rằng hai bạn sẽ có những nghi lễ trọn vẹn và ý nghĩa. Giây phút này, trân trọng kính mời Ngọc Thơm và Kim Anh sẽ cùng nhẹ nhàng tiến sang phía bên trái để cùng đến với ba ngọn nến hồng lung linh cũng như ba tầng bánh cưới rất trọn vẹn, rất ý nghĩa. Và hai bạn sẽ được đến với nghi lễ đầu tiên, đó chính là nghi lễ thắp nến hồng hạnh phúc. Xin được trân trọng kính. Hạnh phúc lứa đôi trong năm giây phút này, cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ được đến với ba ngọn nến hồng lung linh cùng thắp sáng lên một đại gia đình hạnh phúc, cũng như thắp sáng lên một tương lai, một tương lai mà Ngọc Thơm và Kim Anh sẽ cùng bước đi trên một con đường, sẽ cùng đồng thăng cộng khổ. Ngọn nến tượng trưng cho người chồng, ngọn nến tượng trưng cho người vợ và ngọn nến tượng trưng cho những người con, đó chính là một đại gia đình hạnh phúc, một đại gia đình mang tên Ngọc Thơm và Kim Anh. Một hình ảnh vô cùng tuyệt vời tại tư của đại gia đình nhà trai chúng. Cảm ơn con sâu và chú rể rất nhiều đã cùng thắp sáng lên một tầng hạnh phúc. Và giây phút này, xin mời hai bạn sẽ cùng đến với ba tầng bánh cưới rất ngọt ngào, rất tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cùng đến với tầng bánh cưới đầu tiên, đó chính là tầng bánh cưới thấp nhất, một nền móng vững, một nền móng vững chắc mà hai đại gia đình cũng như toàn thể quý vị đang cùng tạo dựng cho hai bạn. Xin mời. Cưới số 2, kính thưa quý vị, đó chính là lời tri ân sâu sắc mà dâu hiền rể quý muốn gửi tới toàn thể quý vị ngày hôm nay đã cùng trở về với ngày trăm năm, với những phút giây và khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời của Ngọc Thơm và Kim Anh. Xin mời hai bạn sẽ cùng đến với tầng bánh cưới số 2. Và tầng bánh cưới số 3 đó chính là một đại gia đình mang tên Ngọc Thơm và Kim Anh. Trong đó Ngọc Thơm sẽ là người chồng, người cha mẫu mực, Kim Anh sẽ là người vợ hiền, người con dâu thảo, người giữ ngọn lửa ấm trong gia đình. Xin mời chú rể, tay phải của chú rể đâu ạ? Sẽ kéo sát cô dâu vào lòng của mình đi ạ. Xin mời tay phải của cô dâu sẽ cùng với tay trái người chồng của mình và cùng
thực hiện nghi lễ cắt bánh chuối. Cảm ơn quý vị chúng ta rất nhiều. Cảm ơn cô dâu và chú rể với tất cả những nghi lễ trọn vẹn. Và ngay giây phút này, trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng tiến sang phía bên phải, sẽ cùng đến với nghi lễ tiếp theo, đó chính là nghi lễ rước rượu sâm banh. Xin mời. Lúc này cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ được đến với chai sâm banh đầu tiên. Kính thưa quý vị, đây chính là những nghi lễ có lẽ rằng quý vị chúng ta đã rất quen thuộc trong các lễ cưới, và ngày hôm nay những nghi lễ đó cũng sẽ đến với Ngọc Thơm và Kim Anh. Xin mời hai bạn sẽ cùng chung tay để khơi chai sâm banh đầu tiên với sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và ngay giây phút này thì Nhật Quyên có thể thấy những chiếc điện thoại, những chiếc smartphone đã được đưa lên. Hãy cùng giúp cho Ngọc Thơm và Kim Anh ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay. Xin mời chú rể sẽ hãy sắp thật mạnh chai sâm banh đầu tiên lên đi ạ. Vâng, và hãy cùng quay xuống phía dưới và hãy cùng khơi chai sâm banh đầu tiên để cho toàn thể quý vị chúng ta có thể cảm nhận được dư vị hạnh phúc đang cùng lan tỏa tại tư gia của gia đình nhà trai. Xin mời tay phải của chú rể sẽ ôm lấy người vợ của mình đi ạ. Xin mời hai bạn với chai sâm banh đầu tiên. Kính thưa quý vị, rượu sâm banh với một màu đỏ tượng trưng như màu máu đang chảy mãi trong hai trái tim. Và ngày hôm nay hai trái tim của Ngọc Thơm và Kim Anh đã hòa là một. Chính thức giây phút này, Ngọc Thơm và Kim Anh đã nên nghĩa phu thê, nên nghĩa vợ chồng. Quý vị chúng ta hãy dành cho cô dâu và chú rể những tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Hãy vỗ tay thật lớn vì đó chính là món quà tinh thần ý nghĩa nhất mà cô dâu và chú rể của chúng ta mong muốn được đón nhận trong ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều với chai sâm banh đầu tiên của Ngọc Thơm và Kim Anh. Giây phút này cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ được đến với chai sâm banh số 2. Xin mời. Một điều rằng để có được ngày hôm nay thì không thể quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ, cũng như sự vun vén, sự tác hợp đến từ tất cả những người thân, những người bạn. Chai sâm banh số 2 đó chính là tượng trưng cho một lời cảm ơn, một lời tri ân sâu sắc mà dâng lên rể quý muốn gửi tới những đấng sinh thành, muốn gửi tới hai đời tộc, hai quê hương, cũng như gửi tới tất cả những người thân, những người bạn đang cùng chứng kiến và dõi theo vun vén cho câu chuyện tình yêu của họ. Và ngày hôm nay quý vị chúng ta đang cùng nhau viết tiếp nên những trang tình yêu hạnh phúc trong cuộc đời của Ngọc Thơm và Kim Anh với một nghi lễ vô cùng trọn vẹn, đó chính là đại lễ thành hôn, một đại lễ ý nghĩa sang trọng và lịch thiệp. Ngày hôm nay giây phút này đang được Ngọc Thơm và Kim Anh thực hiện với nghi lễ rước rượu sâm banh. Cảm ơn quý vị chúng ta rất nhiều. Cảm ơn cô dâu và chú rể với chai rượu sâm banh số 2 đã được dâng lên đáp lễ trang trọng hạnh phúc. Giây phút này xin mời hai bạn sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu hạnh phúc của gia đình, cùng đến với nghi lễ uống rượu giao môi hợp cần. Xin mời. Chiêu thải của hai bạn sẽ là ly rượu giao môi và hãy tiến sát thật gần nhau hơn nữa. Hãy cùng đan tay vào nhau đi ạ. Vâng ạ, quay lại vào nhau đi ạ. Chú rể quay vào với cô dâu đi ạ. Vâng, và quý vị ơi, 1, 2, 3, xin mời. Xin được cảm ơn rất nhiều những màn pháo giấy đến từ toàn thể quý vị. Nếu mà không có pháo giấy thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã 100% rồi đấy ạ. Cảm ơn quý vị chúng ta rất nhiều và xin được cảm ơn cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời hai bạn sẽ tạm thời an tọa tại hàng ghế trang trọng của mình để tiếp tục được đón nhận với tất cả những món quà, những nghi lễ trang trọng tiếp theo trong cuộc đời của hai bạn Ngọc Thơm và Kim Anh. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chắc chắn một điều rằng quý vị chúng ta đã cùng trở về đây, đã dành với tất cả những tình cảm trọn vẹn của mình, đã chuẩn bị với rất nhiều những món quà, những tình cảm để cùng trao gửi tới Ngọc Thơm và Kim Anh. Và giây phút này cho phép Nhật Quyên xin được giới thiệu một món quà âm nhạc đầu tiên đến từ gia đình nhà trai của chúng tôi. Và sau món quà âm nhạc đầu tiên đến từ gia đình nhà trai, chắc chắn một điều rằng chúng tôi rất mong muốn sẽ được đón nhận những món quà âm nhạc đến từ tư gia gia đình nhà gái trở về từ xóm 7 Liên Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam. Hãy cùng dành cho cô dâu và chú rể những món quà ý nghĩa và trọn vẹn
để giúp cho hai bạn có những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ trong ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón giọng ca đầu tiên đến từ một người em nhà chú của chú rể. Trân trọng kính mời Duy Mạnh sẽ cùng trở về với sân khấu để cùng dành tới toàn thể quý vị chúng ta cũng như dành lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm tới cô dâu và chú rể qua một ca khúc hay nhất của mình. Xin mời. Và lời nguyện cho phép Duy Mạnh gửi lời chào tới toàn thể cô dì chú bác và cô trẻ nam nữ thanh niên, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và thân thương nhất, và chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Với tất cả những món quà, những kỷ vật thiêng liêng và ý nghĩa đến từ những đấng sinh thành cũng như đến từ toàn thể những người thân, người bạn. Trân trọng kính mời Ngọc Thơm và Kim Anh sẽ cùng nhẹ nhàng đứng dậy đi ạ, để cùng đón nhận những món quà đến từ những người thân, đến từ những người bạn trong ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên Nhật Quyên trân trọng được giới thiệu đó chính là sự hiện diện của người mẹ thân sinh ra chú rể Ngọc Thơm. Trân trọng kính mời mẹ sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu hạnh phúc, để ngay giây phút này mẹ sẽ cùng trao tặng tới hai con những món quà, những kỷ vật thiêng liêng và ý nghĩa trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quý vị, sinh con ra mong con khôn lớn, và ngày hôm nay chàng trai Ngọc Thơm của mẹ đã khôn lớn và trưởng thành, đã đưa nàng dâu Hiền, nàng dâu Thảo, đó chính là cô gái Kim Anh, một người con trên quê hương Liêm Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam, trở về là một người con dâu của quê hương Thanh Hóa, về làm con dâu của quê hương Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Và giây phút này mẹ sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu hạnh phúc, dang vọng vòng tay chào đón người con dâu của mình và trao gửi tới hai con những món quà, những kỷ vật thiêng liêng và ý nghĩa trong ngày chung đôi hôm nay. Vâng ạ, xin mời mẹ sẽ trở sang phía người con dâu của mình đi ạ. Xin mời mẹ sẽ trở sang bên này ạ. Kính thưa quý vị, đây chính là sự hiện diện của bà Cao Thị Hồng, đó chính là người mẹ thân sinh ra chú rể Ngọc Thơm. Ngày hôm nay mẹ rất mừng, mẹ rất hạnh phúc vì chàng trai của mẹ đã khôn lớn, đã trưởng thành và đã có một bờ vai, một điểm tựa tinh thần, đó chính là cô gái Kim Anh. Và mẹ đang trao tặng tới người con dâu của mình một món quà ý nghĩa và hạnh phúc. Cảm ơn mẹ rất nhiều, kính chúc mẹ thật nhiều sức khỏe và mong rằng mẹ sẽ luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các con đến suốt cuộc đời. Chúng con đang còn rất nhiều điều thiếu sót trong cuộc sống thì mong rằng mẹ sẽ luôn luôn dìu dắt, sẽ luôn luôn dạy bảo chúng con trong suốt cuộc đời. Cảm ơn mẹ rất nhiều và trân trọng kính mời mẹ sẽ cùng trở về tại vị trí an toàn của mình để cùng tiếp tục với câu chuyện kết nối tình thông gia trong ngày hôm nay. Tiếp theo cho phép Nhật Quyên xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình người anh trai của chú rể, đó chính là gia đình anh trai Luyện Lĩnh ạ. Luyện Vĩnh xin mời ạ. Xin chào, kính mời món quà hạnh phúc đến từ gia đình anh trai Luyện Vĩnh sẽ cùng trở về với sân khấu, dành tặng tới Ngọc Thơm và Kim Anh một món quà ý nghĩa và hạnh phúc trong ngày hôm nay. Sau món quà đến từ gia đình người anh trai Luyện Vĩnh, trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình anh trai Gia Thiện ạ. Đôi lứa đã sinh thêm càng xinh.
trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình anh trai Giang Thiện sẽ được cháu Thanh đại diện cho gia đình anh chị sẽ cùng trao gửi món quà hạnh phúc tới Ngọc Thơm và Kim Anh. Cảm ơn rất nhiều món quà đến từ gia đình anh trai Bền Vĩnh và gia đình anh trai Giang Thiện cũng như cháu Thanh. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình chị gái Hải Tam ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, giây phút này thì tư gia yêu thương của đài gia đình nhà trai chúng tôi, quý vị nào chưa kịp đăng ký những món quà với ban tổ chức thì ngay giây phút này sẽ cùng liên tục tiếp cận sân khấu để cùng trao tặng tới cô dâu và chú rể những món quà ý nghĩa hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, và xin được trân trọng kính mời những món quà đến từ những người bạn của chú rể Ngọc Thơm ạ. Xin mời bạn Lương sẽ cùng trở về với sân khấu đại diện cho những người bạn thân của chú rể dành tặng tới Ngọc Thơm và Kim Anh những món quà hạnh phúc cho ngày hôm nay. Có thể nhận thấy là một tể phong bì rất dày, bên cạnh đó còn có vàng ở đây ạ. Cảm ơn rất nhiều những món quà đến từ những người bạn của chú rể Ngọc Thơm. Đó chính là những gì ý nghĩa và trọn vẹn nhất mà ngày hôm nay cô dâu và chú rể đang được đón nhận. Những món quà về vật chất, về tinh thần, tất cả những điều đó ngày hôm nay Ngọc Thơm và Kim Anh đang được đón nhận, một điều hạnh phúc vô cùng lớn. Cảm ơn đến toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều. Và cho phép Nhật Quyên hỏi là còn quà không ạ? Kiểm tra xem ạ. Kiểm tra xem còn vàng không ạ? Kính thưa quý vị, đó chính là những món quà đến từ đại gia đình nhà trai yêu thương của chúng ta. Về phía tư gia gia đình nhà gái, chương trình buổi lễ phương huy đã diễn ra trang trọng, nồng ấm tình cảm. Và người cha, người mẹ thân sinh ra cô gái Kim Anh cũng như tất cả những người thân, người bạn của cô dâu đã trao gửi những món quà, những kỷ vật thiêng liêng và ý nghĩa trong chương trình buổi lễ vô quy. Cho phép Nhật Quyên xin được đỡ lời cho Ngọc Thơm và Kim Anh cảm ơn chân thành tới người cha, người mẹ thân sinh cho cô gái Kim Anh cũng như đại gia đình nhà gái của chúng ta đã trao tặng tới hai bạn những món quà, những kỷ vật thiêng liêng và ý nghĩa. Và giây phút này đây, quý vị chúng ta sẽ dành cho cô dâu và chú rể một món quà tinh thần vô cùng lớn, đó chính là một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đến từ toàn thể quý vị. Chú rể rất nhiều, có muốn nhận quà nữa không ạ? Chắc chắn rồi, nhận từ giờ đến chiều vẫn được đúng không? Xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin mời hai bạn sẽ tạm thời an toàn tại hàng ghế trang trọng của mình để sẽ đón nhận những món quà tinh thần tiếp theo. Và ngày hôm nay thì tư gia yêu thương của đại gia đình nhà trai chúng tôi vô cùng vinh dự khi được chào đón toàn thể quý vị quan khách, và đặc biệt đó chính là sự hiện diện phải đoàn đại biểu trở về từ gia đình nhà gái. Và rất mong muốn rằng gia đình nhà gái của chúng ta sẽ có những món quà âm nhạc để cùng dành tặng tới quê hương Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa của chúng tôi. Cô dâu có thể giới thiệu một dòng ca đến từ gia đình nhà gái được không ạ? Vâng ạ, anh Dũng đang ngồi ở đâu ạ? Xin mời dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón anh Dũng một dòng ca đến từ gia đình nhà gái. Thì hôm nay là ngày vui của hai em thì mình xin toàn thể hôn, mình là anh họ của cô dâu thì hôm nay là chúc vui hai em thì tặng hai em bài hát, đó là bài Sapa lên của Bữa Đất Trời. Lòng trong say dòng suối,
dập dìu sang bầu trời phía. Một mùa ngào cánh đêm mưa lên, đón sao chú chim ai say. Từ mây giăng xuống phố, xôi xa nhìn vai hay đường đưa. Vang tiếng khen chàng trai xuống trời, hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng đàn ôi em nói điều gì, cho ta ngồi bên nhau đêm nay xa ba. Chiều tiếng huyền thoại mặt trời mọc lên hãy thu về hiền lên như trong mây ơi xa ba. Hoa cháy và mưa quang cháy hai vòng ngón tay thắm say bao nhiêu. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Một dòng ca đến từ gia đình nhà gái Sapa nơi gặp gỡ đất trời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Gia đình nhà trai đã có rau hiền, gia đình nhà gái đã có rể quý. Và ngay giây phút này cho phép Nhật Quyên xin được trân trọng giới thiệu hai vị đại diện đến từ hai bên gia đình sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu hạnh phúc để sẽ có đôi lời trao dâu gửi rể cũng như sẽ có đôi lời cảm ơn gửi tới toàn thể quý vị chúng ta trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời hai bác đại diện của hai bên gia đình ạ. Gia đình nhà trai và gia đình nhà gái giây phút này sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu hạnh phúc của gia đình nhà trai để sẽ ra mắt tới toàn thể quý vị cũng như sẽ có đôi lời cảm ơn gửi tới toàn thể quý vị trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời bác đại diện của gia đình nhà trai sẽ đứng cạnh chú rể và bác đại diện cho gia đình nhà gái sẽ đứng cạnh cô dâu của chúng ta. Kính thưa quý vị, đây chính là sự hiện diện hai bác đại diện của hai bên gia đình. Và ngày hôm nay thì tư gia của đại gia đình nhà trai chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị và đặc biệt đó chính là phái đoàn trở về từ gia đình nhà gái. Thì ngay giây phút này sẽ cho phép Nhật Quyên xin được giới thiệu bác đại diện của gia đình nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu ngay giây phút này. Trân trọng kính mời. Xin phép được cảm ơn ban tổ chức. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính thưa tất cả các bà, chú bác, cô dì đại diện cho quan viên bốn họ hai nhà. Ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, giờ này là giờ lành. Trước khi tôi xin phát biểu thay mặt cho đoàn họ nhà gái, khi tiến cháu Kim Anh của chúng tôi lên treo hoa về tại khôn trường của họ nhà trai để tổ chức lễ đại hỷ cho cháu, vì điều kiện đường xá xa xôi, đoàn họ nhà gái chúng tôi thừa ủy quyền của các bậc cao niên, tôi xin trân trọng giới thiệu có bà Nguyễn Thị Thực là trưởng nữ của tổng tộc họ Nguyễn chúng tôi, cùng với tất cả các ông, các bà là bác, là chú, cô dì, chú bác của hai đại gia đình nội ngoại của gia đình ông bà Toàn Hương tại thôn xóm 7, xã Liên Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Thưa ủy quyền của dòng họ nhà gái, tôi xin được phát biểu đôi lời. Kính thưa tất cả các cụ, các bà, thật là cảm động và vui mừng. Tại đất Hà Nam, thành phố Phủ Lý, ngã ba sông Anh Hùng, gia đình ông bà Toàn Hương sinh thành được một cô con gái là cháu Kim Anh. Về đất xứ Thanh, đất địa linh nhân kiệt của ông bà Hồng cũng đã sinh được một cháu trai tên là Ngọc Thơm. Xin thưa với tất cả các cụ, các bà, đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta từ ngàn đời, trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì lấy chồng. Mối tình của hai cháu được hun đúc trên tinh thần tự nguyện tại miền Nam. Sau khi các cháu tự nguyện đến với nhau từ tình bạn đến tình yêu, các cháu đã về báo cáo với các đấng sinh thành
được các bậc sinh thành chấp nhận. Sau đó các ông các bà thân sinh ra hai cháu đã báo cáo với hai họ là họ Nguyễn ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, nơi sinh ra ông Nguyễn Toàn Hương, và gia đình bà Hồng tại quê hương xứ Thanh, đất địa linh nhân kiệt. Sau khi hai bên gia đình đã thống nhất, đã trình với tất cả các cụ, các ông các bà, quan viên hai họ của họ Nguyễn và họ Bùi, được hai dòng họ nhiệt tình vun đắp hạnh phúc trăm năm thái cháu và ủng hộ toàn bộ chương trình lễ nghi của hai bên gia đình. Ngày hôm nay vào 9 giờ lễ vu quy và lễ ăn hỏi của gia đình bà Hồng đã được tổ chức long trọng và chu đáo tại thôn số 7, xã Liêm Tuyền, quê hương sinh thành gia cháu Kim Anh. Đến giờ phút này và giờ này cũng là giờ lành, giờ hoàng đạo tại hôn trường của nhà trai. Gia đình bà Hồng và ban tổ chức đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và cũng tại hội nghị trong đài này, tôi xin báo cáo với tất cả các cụ, công, các bà, hai cháu ngoài việc làm lễ tâm linh trình báo với tổ tiên và ngoài việc báo cáo với họ hàng, đặc biệt là các cháu đã được chính quyền địa phương công nhận đăng ký kết hôn cho các cháu thành vợ thành chồng. Đây tôi xin nói rõ là con cháu của chúng tôi sinh ra trên những mảnh đất có truyền thống cách mạng, gia đình có truyền thống cách mạng, cho nên các cháu nhờ cái ấm nước đó, nhờ cái hạnh phúc đó, các cháu đã trưởng thành đến ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, công, các bà, và kính thưa bà Hồng là thân mẫu, cháu Kim Anh của chúng tôi có trưởng thành về tuổi tác, nhưng về đường đời và còn nhiều việc còn phải dạy dỗ và uốn nắn. Thay mặt cho ông bà Toàn Hương và thay mặt cho quan viên họ nhà gái, tôi xin trân trọng ký nhờ bà tiếp tục giáo dục động viên cho cháu Kim Anh chúng tôi để trở thành dâu hiền của họ Bùi. Và chúng tôi cũng chính thức từ giờ phút này công nhận cháu Sực, cháu Thơm của chúng tôi là cháu rể của dòng họ Nguyễn chúng tôi ở ngoài Hà Nam, và cũng chịu trách nhiệm với tất cả các cụ, công, các bà là tạo mọi điều kiện giúp cháu để trở thành trẻ thảo. Hôm nay với liền hân hoan vui mừng và phấn khởi như thế này, tôi có đôi lời ngắn nhỏ thế này: chúc cho hai họ Nguyên Mùi thông gia vĩnh cửu ngàn đời mai sau, chúc cho hạnh phúc của hai cháu Kim Anh và Ngọc Thơm trường tồn vĩnh cửu, và cuối cùng cầu mong đầu xuân năm mới sinh cho hai dòng họ chúng tôi một nam tử hán. Xin chân thành cảm ơn các cụ, các bà. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều những lời phát biểu, lời chia sẻ cũng như những lời chúc đến từ bác đại diện của gia đình nhà gái rất sâu sắc, rất chân thành. Và ngay giây phút này chúng ta sẽ được lắng nghe những lời phát biểu đến từ bác đại diện của gia đình nhà trai. Trân trọng được kính mời. Kính thưa các cô ông cụ bà, kính thưa bà con cô bác, quan viên hai họ, được sự ủy quyền của bà Hồng, cho tôi là Bùi Tiến Dũng, đại diện dòng tộc họ Bùi, có nhiệm vụ thưa chuyện cùng với nhà gái hôm nay. Thì hôm nay sau một thời gian là các cháu tìm hiểu đã đi đến thống nhất và được sự đồng ý của hai bên gia đình, sự cho phép của hai chính quyền địa phương, hôm nay gia đình bà Hồng tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Để có được thành công như ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình họ nhà gái đã tiếp đãi chúng tôi chân tình nồng ấm, và cũng cảm ơn gia đình họ nhà gái đã bớt chút thời gian đưa cháu về để tổ chức lễ thành hôn chung vui cùng với hai cháu và gia đình bà Hồng. Thay mặt cho gia đình bà Hồng cũng như dòng tộc họ Bùi, chúng tôi cũng xin chính thức công nhận giờ phút này cháu Kim Anh cũng là trong dòng tộc họ Bùi hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Thế vì điều kiện đường xá xa xôi,
thì cũng xin thưa với tất cả các cô, các bà, quan viên bốn họ hai nhà như thế này, là trước khi chúng tôi lên đường trở về quê hương xã Liên Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để báo cáo với các cụ, công các bà, chú bác cô gì vì điều kiện đường xá sao thôi không thể cùng với chúng tôi để tiễn cháu về quê hương xứ Thanh tổ chức lễ đại hỷ cho các cháu. Thì trước khi lên đường trở về quê nhà, thay mặt cho các bậc cao niên, thay mặt cho các cụ, công các bà trong đoàn đại biểu ngày hôm nay, một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp rất lòng hậu, chân tình, ấm cúng của gia đình họ nhà trai và đặc biệt là gia đình bà Hồng. Và chúng tôi xin kính chúc các cụ, công các bà trong dòng họ Bùi tại xứ đất này mạnh khỏe, hạnh phúc, thanh đạt và thành công. Xin cảm ơn. Vâng ạ, rất là cảm ơn hai bác rất nhiều, và hai bác có thể dành cho nhau một cái bắt tay thật tình cảm được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn đến từ toàn thể quý vị ạ. Vâng, rất trọn vẹn, rất ý nghĩa, và trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng tiếp tục trở về với hàng ghế của mình với câu chuyện ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, nhà trai, nhà gái, dâu hiền, rể quý, ngày hôm nay chúng ta đã thành một đại gia đình rồi đúng không ạ? Ngọc Thơm và Kim Anh ngay giây phút này sẽ cùng chính thức dành một cái cúi đầu nhẹ nhàng một lần nữa để cảm ơn tới toàn thể quý vị trong ngày hôm nay đã cùng trở về tới ngày chúc đôi của hai bạn. Cảm ơn rất nhiều tới toàn thể quý vị, và xin được thay lời cho tư gia gia đình nhà trai trân trọng kính mời toàn thể phái đoàn đại biểu của gia đình nhà gái cũng như toàn thể quý vị quan khách sẽ cùng nán lại tại tư gia của gia đình nhà trai chúng tôi, cùng đến với bữa cơm thân mật để chúng ta sẽ cùng với ly rượu, với ly bia cùng chúc mừng cho sự thành công đại lễ thành hôn của Ngọc Thơm và Kim Anh. Cho phép Nhật Quyên xin được khép lại chương trình đại lễ thành hôn tại đây. Một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý vị chúng ta thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều bình an trong cuộc sống, và trân trọng kính mời Ngọc Thơm và Kim Anh sẽ cùng với cây trầu, điếu thuốc, mời trầu, mời thuốc tới toàn thể quý vị quan viên khách quý thay cho một lời cảm tạ, một lời cảm ơn tri ân sâu sắc. Và trân trọng kính mời ban tiếp tân của gia đình nhà trai sẽ cùng nhanh chóng chuẩn bị những bàn tiệc để chúng ta sẽ cùng đến với đại tiệc chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho Ngọc Thơm và Kim Anh. Sóng gió sẽ về với mấy ngàn, dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những xung động trái tim yêu mến. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Sẽ về với mấy ngàn, dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu đương. Qua đêm nay hai ta
sẽ chung sống suốt đời. Phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau. Để rồi mai về sau, về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoang hoang thơ mộng và thư giãn, nơi rừng thông xuyên địa đàng, nụ hôn anh sẽ ở lại. Thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài. Nơi biển xanh trong vời vợi giữa mây trời, tình yêu sinh ra chúng ta. Thật nên thật.